Razer hôm nay đã công bố Audio Mixer, một bộ trộn tất cả trong một dành cho podcaster và streamer. Đây là một mục nhập khác trong không gian âm thanh chuyên nghiệp và phát trực tuyến đã phát triển trong những năm gần đây. Razer cho biết bộ trộn âm thanh loại bỏ nhu cầu về phần cứng và phần mềm bổ sung thường được yêu cầu. Thoạt nhìn, Razer Audio Mixer trông rất giống với bộ trộn âm thanh Gosler Mini không phổ biến. Với hàng loạt công tắc và nút điều chỉnh, thậm chí còn có một nút để loại bỏ những từ ngữ tục tĩu, giống như Gosler Mini. Tuy nhiên, Razer bổ sung một loạt các tính năng có thể thu hút khách hàng tiềm năng, đặc biệt là những khách hàng yêu thích thẩm mỹ của Razer. Bộ trộn âm thanh Razer có giao diện 4 kênh, với một đường truyền trực tiếp cho micro của bạn và 3 đường truyền còn lại được chỉ định thông qua phần mềm Razer Synapse. Sẽ có thêm thông tin về điều đó sau. Có các nút tắt tiếng cho mỗi kênh và một nút riêng biệt để tắt tiếng micro. Giữ nút micro cho phép bạn kích hoạt hiệu ứng giọng nói. Theo phong cách Razer thực sự, cũng có hệ thống chiếu sáng RGB có thể điều chỉnh bằng chroma. Có một cổng XLR ở phía sau mà Razer cho biết cung cấp mức tăng độ ồn thấp siêu sạch từ -12 dB đến 39,7 dB. Điều này hy vọng có nghĩa là bạn sẽ không cần một preamp nội tuyến như Cloudlister hoặc Fathead cho những mic đặc biệt yên tĩnh như Shure SM7B. Bộ trộn cũng có thể cung cấp Phantom Power cho các mic yêu cầu. Điều này rất hữu ích cho các mic ngưng tụ thường yêu cầu nguồn Phantom riêng biệt. Razer biết rõ đối tượng của mình và cho phép bộ trộn âm thanh tương thích với cả PC và bảng điều khiển. Những người sử dụng PC phát trực tuyến chuyên dụng có thể cắm vào cổng layout bằng các phụ 3,5mm đi kèm. Các bảng điều khiển thế hệ hiện tại có thể cắm vào cổng line-in, trong khi các bảng điều khiển cũ hơn từ thế hệ Xbox 360, PS3 và Xbox One, PS4 có thể sử dụng cáp quang. Tất nhiên, đây sẽ không phải là một sản phẩm của Razer trừ khi phần mềm Synapse của nó có liên quan bằng cách nào đó. Razer Synapse có tab hiệu ứng cho phép bạn thêm các hiệu ứng khác nhau như bộ thay đổi giọng nói và hiệu ứng môi trường để khiến bạn nghe như đang ở những nơi khác nhau, bao gồm đấu trường, thư viện hoặc nhà nguyện. Bạn cũng có thể điều chỉnh cao độ và nhịp độ của đầu vào âm thanh. Đối với những người muốn kiểm soát nhiều hơn nữa, Synapse có một tab trộn riêng cho phép bạn điều chỉnh các hỗn hợp đầu ra, phát lại và phát trực tuyến. Ngoài ra còn có một tab mic để kiểm soát Phantom Power, mức tăng mic và mức độ màn hình. Cũng như bộ cân bằng có thể điều chỉnh cổng tiếng ồn và máy nén. Điều này rất tiện lợi cho những người không muốn gặp rắc rối với các bộ lọc OBS. Bạn cũng có thể đặt các cấu hình khác nhau để phù hợp với bất kỳ tình huống âm thanh nào phát sinh. Nhìn chung, bộ trộn âm thanh Razer có vẻ như là một sự bổ sung hấp dẫn cho không gian podcasting và phát trực tuyến. Phát trực tiếp đã có một bước tiến lớn, đặc biệt là vào năm 2020 khi một số lượng lớn người bắt đầu làm việc, học hỏi tại nhà. Bộ trộn âm thanh có sẵn ngày hôm nay và sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho những người đã có thiết lập Razer. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.